Cuộc thi tìm kiếm các giải pháp canh tác lúa bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu tại Việt Nam, hay còn gọi là dự án AgriSao do Tổ phát triển Hà Lan SNV tài trợ, đang đi đến giai đoạn cuối cùng của pha 1. Tại thửa ruộng của 11 đơn vị dự thi, cơ quan quản lý dự án cùng các đơn vị liên quan đang khẩn trương tiến hành công tác thu hoạch, kiểm đếm, đánh giá kết quả. Vụ xuân năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi, sâu bệnh dịch hại được kiểm soát tốt, nhờ đó mà năng suất chất lượng lúa của các đơn vị dự thi cũng rất khả quan. Sau đây là phản ánh của các phóng viên thời sự. Là một trong số 11 đơn vị tham gia dự án canh tác lúa bền vững và giảm phát thải khí nhà kính AgriSao tại Thái Bình, công ty Bình Điền vừa tiến hành thu hoạch lúa xuân 2018 tại ruộng dự thi. Đây là vụ sản xuất thứ hai và cũng là vụ cuối cùng của pha 1 dự án này. Giống Bắc Thơm số 7 sau gần 150 ngày xuống giống và chăm sóc đã cho thấy sự phát triển khỏe mạnh, bông lúa dài, tỷ lệ hạt chắc lớn. Vụ thứ hai này là nó có hai cái yếu tố cải tiến, đó là cái mà xử lý cái rơm rạ đầu vụ, đấy, dùng cái chế phẩm sinh học để mà phân hủy rơm rạ cho nó nhanh và đồng thời nó giảm ngộ độc cho cây lúa, đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai tức là mình theo sát cái quá trình diễn biến của ruộng lúa để mình điều chỉnh cái kỹ thuật canh tác của nó. Tại 10 điểm còn lại của 10 đơn vị dự thi thuộc dự án này, lúa cũng đều sinh trưởng và phát triển tốt. Dù rằng đầu vụ sản xuất có lúc bệnh đạo ôn, dịch dày nâu, sâu cuốn lá nhỏ, diễn biến phức tạp, nhưng ngành nông nghiệp địa phương đã khuyến cáo các đơn vị dự thi phòng trừ kịp thời. So với năm trước thì năm nay có thể nói rằng là cái năng suất, cái độ đồng đều giữa các giống lúa, các cái trà lúa thì rất là cao hơn và cái năng suất lúa cũng dự kiến là phải đạt trên 17 tạ trên 1 hecta. Riêng các cái điểm tham gia dự án thì trong cái 11 số 11 điểm ấy thì chúng tôi đánh giá là năm nay có thể nói rằng là cái độ đồng đều giữa các điểm tương đối cao. Ngoài sự ủng hộ của thời tiết, sự theo sát của các cán bộ khuyến nông là sự chủ động của 11 đơn vị dự thi trong việc thực hiện nghiêm túc các gói công nghệ đã đăng ký dự thi. Ban quản lý dự án AgriSao đánh giá rất cao những nỗ lực này. Ban quản lý dự án chúng tôi thấy rằng là có những cái thông tin rất là đáng ghi nhận. Thứ nhất là về cái sự cam kết của toàn bộ 11 đơn vị dự thi thì ở cái vụ thứ hai này thì các đơn vị đã có cái sự cam kết cả về nguồn lực, cả về thời gian cũng như là cái sự đầu tư và thực hiện công nghệ nó nghiêm túc.